Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Trong các hãng đài thì Sony là một cái hãng thương hiệu rất là lớn của Nhật Bản và nó có rất nhiều model về đài cassette các bác nhé. Phải dùng từ rất nhiều. Thậm chí là những người chơi sau này thì cũng chưa biết hết các model đâu, vì cũng có một số model nó rất là ít gặp ở trên thị trường. Và trước mắt quý vị các bạn là một trong số đó. Đây là model CFS1085S nhé. Một chiếc đài Sony cũng khá ít gặp trên thị trường Việt Nam. Và để tìm được một cây đẹp như thế này thì cũng cực kỳ là ít gặp các bác ạ. Nó có cái thiết kế hơi hướng rất là hiện đại, nhìn vuông thành sắc cạnh và mang một cái màu đen bóng piano. Cái mặt đằng trước này này, họ là một màu đen bóng piano rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Điểm vào những cái nút nhấn cần gạt được mạ bằng màu nhũ bạc, cũng như là phần núm volume là chrome, nhìn rất là sang trọng. Và đôi loa cũng vậy, các bác nhìn để ý có cái hai cái lỗ thông hơi ở phía dưới rất là to, rất là lớn, nhìn rất là khỏe khoắn. Và chiếc đài này đang còn rất là đẹp, theo đánh giá nó khoảng trên 90% độ mới các bác nhé. Đấy, dành cho bác nào yêu cái đẹp, yêu cái mới, thích cái sự độc lạ thì có thể dùng chiếc đài này. Chúng ta có thể về nghe radio, cassette, rồi có thể là kết nối điện thoại máy tính TV và hoặc là trưng bày cũng rất là ý nghĩa đúng không ạ? Và sau đây chúng ta sẽ test qua phần thân vỏ nhá. Đây, em Tuấn sẽ quay rất là gần để các bác có thể xem này. Đây là nóc loa bên phải ạ. Mặt loa bên phải đằng trước ạ. Rất là đẹp nhá. Nóc loa bên trái nhá. Và đây là mặt loa bên trước đằng trái, bên trái ạ. Đấy, từ chữ Sony cho đến viền chrome mà. Ở phía trong này, rồi đấy căng sắt này, tất cả vẫn đang còn nguyên vẹn và nguyên bản hết. Không hề bị móp méo các bác nhá. Và đây là phần cục giữa. Rất đẹp đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái màn hình bằng mica dò sóng ở đây. Chia làm hai tầng nhé. Đấy, có thiết kế rất đẹp. Đây, chúng ta dò sóng thì chúng ta ấn ở đây. 4 băng tần của radio. Đấy, nút này là nút chế độ hiệu ứng âm thanh. Thì chúng ta có 6 cái hiệu ứng âm thanh. Chúng ta nghe ở hiệu ứng nào thì chúng ta gạt ở hiệu ứng đó. Và tí nữa em Tuấn sẽ thử cho các bác xem. Đấy là một điểm rất hay của cái đài này. Và điểm thứ hai rất hay là có cái nút vàng vàng đây. Chúng ta nhả ra thì nó sẽ giảm bass đi, và chúng ta ấn vào thì sẽ tăng cái bass lên. Và nó gọi là nút Maxi Bass. Đây, để in trên cửa băng đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Cửa băng vẫn đang còn rất là trong. Và nút chức năng chính thì nằm ngay trước mặt đây, rất là dễ sử dụng nhé. Băng cassette radio và live in, để chúng ta nghe chức năng nào thì tôi đã để ở đó. Và đây là volume rồi ạ, đúng không ạ? Còn này là jack live in, cắm ngay phía trước này. Và một jack phone, để chúng ta có thể cắm tai nghe hoặc là kết nối qua các âm ly, các thiết bị phát nhạc khác cũng rất là tiện. Ok, và em Tuấn vừa giới thiệu xong cái phần thiết kế cũng như là phần thân vỏ phía trước. Và chúng ta sẽ đến với phần phía đằng sau. Chúng ta sẽ có một cái anten zin đang còn rất là mới. Một cái quai sách nhá, zin hết nhá các bác nhá. Chiếc này zin toàn tập luôn, zin từ cả dây loa này, nắp pin, tem thông số máy đây, 1085S. Ok, và sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm của dòng đài này. Ta test băng trước nhá. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không mong đến ngày được gặp nhau. Bao trong mong chiều chủ nhật đã đến rồi trời. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần radio. Chúng ta gạt chiếc nút chức năng này lên trên giữa nhé. Rất là hay. Chân thật về Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và YouTube cho người nước ngoài thấy một Trung Quốc thực sự qua. Hà Nội cũng phải nhận trái đắng từ chàng người yêu và đồng bọn của y qua mạng khi hát quen Bùi Lệ. Tiếng radio, tiếng loa ra rất ấm đúng không ạ? Và chúng ta gạt nút chức năng này lên trên cùng nhá. Và chúng ta sẽ test cái chức năng cuối cùng, kết nối điện thoại máy tính TV. Rất là hay.
cũng cực kỳ là uy lực, tiếng tép rất là sáng các bác nhé. Và sau đây em Tuấn sẽ test cái chức năng của 6 cái hiệu ứng âm thanh.